Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục với bộ môn toán ứng dụng trong tin học. Chương số 2, tính toán và xác suất. Phần B, xác suất. Hôm nay mình sẽ học mục 2.4, định nghĩa khái niệm về xác suất. Thì đối với cái khái niệm định nghĩa của xác suất theo cái quan điểm cổ điển, thì xác suất ứng với một cái biến cố A bất kỳ nào đó, bản chất của nó chính là tỷ số, là phép chia của cái số kết quả thuận lợi xảy ra đối với biến cố A, hay còn gọi là cái số trường hợp, số khả năng thực sự xảy ra đối với biến cố A, ký hiệu là m nhỏ, trên tổng số kết quả đồng khả năng xảy ra n nhỏ của phép thử. Tổng số kết quả đồng khả năng có nghĩa là tất cả trường hợp mà mình tiên đoán có thể xảy ra trong cái không gian mẫu, được chưa nào? Như vậy ở đây xác suất là thực hiện một cái phép chia, lấy tổng trường hợp hay là tổng khả năng, tổng kết quả đã thực sự xảy ra được, chia cho tổng cái khả năng mà chúng ta tiên đoán đối với một cái phép thử tương ứng với biến cố A. Từ đây ta sẽ có cái công thức xác suất của A. Xác suất của một biến cố A, ký hiệu là PA, sẽ bằng M chia cho N. Với M là số trường hợp thực sự xảy ra đối với biến cố A khi chúng ta tiến hành thí nghiệm, có nghĩa tiến hành thực hiện phép thử. Và N là số trường hợp của không gian mẫu, là do ban đầu chúng ta tiên đoán được là tổng cộng sẽ có bao nhiêu trường hợp xảy ra ứng với cái phép thử này. Từ đây chúng ta sẽ có một cái hệ quả, là đối với một cái sự kiện không thể xảy ra, một cái sự kiện không có khả năng xảy ra, nghĩa là lúc này không có một trường hợp thực sự nào xảy ra hết. Vậy M là bằng 0. M bằng 0, còn N là mình tiên đoán, là số trường hợp tiên đoán. Tất nhiên N của chúng ta là khác 0. Vậy xác suất của biến cố A trong trường hợp một sự kiện không có khả năng xảy ra sẽ là 0 chia N và bằng 0. Tiếp theo, một cái sự kiện tất yếu, nghĩa là sự kiện này chắc chắn sẽ xảy ra, tiên đoán bao nhiêu khả năng thì sẽ có bấy nhiêu khả năng xảy ra. Vậy đó là một sự kiện tất yếu, nghĩa là ta có M bằng với N. Vậy xác suất của biến cố A, PA trong trường hợp này thực tế chính là lấy N chia cho N, vì M với N bằng nhau và nó là bằng 1. Bằng 1 hay có nghĩa là 100%. 100% ha. Một sự kiện bất kỳ, đối với một sự kiện bất kỳ có nghĩa là chắc chắn là sự kiện đó có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra. Vậy sự kiện bất kỳ sẽ bao gồm cả sự kiện không thể và sự kiện tất yếu nằm trong đó. Vậy ta sẽ có M ở đây lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng N, nghĩa là xác suất của biến cố A trong trường hợp này cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 1, hay là 0% và 100%. Rồi, chúng ta sẽ đến ví dụ cho cái công thức tính xác suất này. Trong một cái thùng kính chứa 20 quả cầu giống nhau, một cái thùng đậy kính, bên trong đó chúng ta có chứa 20 quả cầu về kích thước y chang nhau. Trong đó có 10 cái quả cầu là màu trắng, 6 cái quả màu xanh, còn lại là màu đỏ. Có nghĩa là 10 trắng, 6 xanh, 4 đỏ, đúng không nào? Nếu lấy ngẫu nhiên một quả không được nhìn, thùng đậy kính, đưa tay vào lấy thôi, không nhìn. Nếu lấy ngẫu nhiên một quả thì xác suất rút được .. là bao nhiêu? Và chúng ta sẽ điền vào .. là ứng với các câu hỏi. Câu A là rút được quả trắng, xác suất rút được quả trắng. Rồi câu B là quả xanh, câu C là quả đỏ, câu D quả đen, câu E quả trắng hoặc là quả xanh, câu F quả trắng hoặc là xanh hoặc là đỏ. Rồi, vậy bây giờ nếu như chúng ta áp dụng công thức xác suất mà mình vừa học, số khả năng thực sự xảy ra trên
tổng số khả năng. Ở đây chúng ta chỉ ứng với một lần rút và rút đúng một quả cầu. Vậy trong 20 quả cầu thì khả năng, tổng số khả năng xảy ra trong không gian mẫu đối với phép thử này sẽ là 20, đúng không các bạn? Vậy N của chúng ta là 20, bây giờ chúng ta có 20 quả cầu, đúng không nào? Thì rút sẽ là trúng được một quả trong 20 quả. Đấy, rồi. Vậy lúc này xác suất để có được quả trắng thì hãy nhìn số khả năng có thể có được quả trắng là 10 quả trắng. Vậy từ đây ta sẽ có công thức tỉnh ha. Xác suất để rút được quả trắng PT, T là trắng, được không nào? Xác suất để có thể rút ra được một cái quả trắng thì sẽ là 10. Bởi vì 10 khả năng xảy ra đối với quả trắng, đúng là có 10 quả trắng mà. Vậy là một trong 10 quả trắng này được rút, đúng không? 10 khả năng xảy ra, thực sự có thể xảy ra đối với quả trắng là 10 chia cho 20, M trên N, được chưa nào? Là bằng 0,5 hay là 50%. Vì số quả trắng chiếm rất lớn nên xác suất để rút được quả trắng trong cái thùng này chiếm đến 50%. Tương tự, nếu như ta rút quả đó là quả xanh thì thực tế chúng ta chỉ có 6 quả xanh. 6 quả xanh nghĩa là 6 khả năng thực sự thuận lợi xảy ra khi rút màu xanh, được chưa nào? Vậy M nhỏ là bằng 6 và N vẫn là 20. Chúng ta có xác suất của quả xanh B xanh là bằng 6 trên 20 là bằng 0,3 hay là 30%. Tương tự với quả đỏ, vì quả đỏ là chỉ có 4 quả thôi nên M sẽ là bằng 4. Vậy là 4 trên 20 là bằng 0,2 hay là 20% rút được quả đỏ. Rồi tiếp nha. Câu D, quả đen. Ồ, trong thùng này chúng ta chỉ có 3 loại là quả trắng, quả xanh và quả đỏ, không hề có quả đen. Như vậy đây là một sự kiện không thể, đúng không nào? Không thể, không có một quả đen nào hết. Tương ứng với M, khả năng xảy ra để rút quả đen trong cái thùng này là bằng 0. Vậy ta có B đen là bằng 0 trên 20 là 0%. Tiếp tục. Câu E, xác suất để chúng ta rút được cái quả trắng hoặc quả xanh. Quả trắng hoặc quả xanh, được chưa nào? Vậy đây chính là phép gì đây? Hợp của trắng và xanh. Trắng xanh thì không thể giao nhau được nên phần giao của nó là rỗng. Vậy chúng ta sẽ có xác suất của trắng xanh sẽ là bằng tổng của xác suất trắng cộng với xác suất xanh. Nghĩa là 10/20 cộng với 6/20 chính là 16/20 hay là 0,880%. Tiếp theo câu F, rút được quả trắng hoặc quả xanh hoặc quả đỏ. Như vậy ở đây xác suất trắng xanh đỏ chính là xác suất của trắng hợp với xác suất của xanh và hợp với xác suất của đỏ, đúng không nè? Và phần giao của tất cả những cái quả này là bằng rỗng. Đó, vậy là bằng B trắng cộng B xanh cộng B đỏ. Ở trong cái thùng này có 3 loại, đưa cái tay vô bốc đại thì nó một cách hên xui, không rút trắng thì xanh, không rút xanh thì đỏ, đúng không nè? Như vậy ta sẽ có tổng cộng 20 quả N bằng 20 và khả năng để rút trong cái câu F này cũng sẽ là 20 quả. Rút quả nào mà chả được, người ta đâu có quan tâm. Trắng hoặc xanh hoặc đỏ, cái nào cũng được. Mày lấy đại cho tao một trái banh, đúng chưa nè? Nên không có cái giá trị gì ở trong trường hợp này hết. Nên ta sẽ có M cũng là 20, khả năng thuận lợi xảy ra là 20. 20 trên 20 là bằng 1, có nghĩa là 100%. Hay chúng ta cứ lấy 3 cái BT cộng BX cộng BD, 3 này cộng lại thì cũng sẽ là 1, là 100%. Kịp không các bạn? Tiếp theo, một cái ví dụ nữa. Ta có một cái hộp đồ chơi đối xứng và đồng nhất. Hình dung nhé, một cái hộp đồ chơi đối xứng và đồng chất với nhau. Tổng cộng cái hộp này có 12 mặt và được đánh số từ mặt số 1 cho đến mặt số 12. Mặt 1, 4, 7, 10, 12 thì tô màu đỏ.
mặt 2, 5, 8, 11 thì tô màu xanh, các mặt còn lại thì tô màu đen. Hãy tính xác suất để khi ném nó lên thì khi nó rớt xuống, nó dừng lại sẽ xuất hiện các khả năng sau. Thứ nhất là cái mặt mà hiện ra, có nghĩa là cái mặt ngửa lên cho mình xem, là cái mặt màu cam. Thứ hai là cái mặt màu đỏ hoặc là màu xanh. Thứ ba là mặt màu đỏ hoặc xanh hoặc là đen. Được chưa nào? Đó. Vậy thì bây giờ câu A trước. Người ta tô này, người ta tô mặt màu gì? Màu đỏ này, màu xanh này, màu đen. Có tô màu cam không? Như vậy màu cam chính là một cái sự kiện không thể. Đúng chưa nào? Một sự kiện không thể của cái biến cố ném cái hộp đồ chơi đối xứng này. Được chưa nào? Vậy ta sẽ có xác suất đối với cái mặt màu cam chính là 0/12 mặt. Vì mình có 12 mặt nên ném xuống là có thể là sẽ hiện ra 1/12. Vậy không gian mẫu của chúng ta sẽ là 12, N bằng 12. Được chưa nào? Ta sẽ có 0/12 là bằng 0%. Không có cái thằng nào thả xuống ra cái mặt màu cam cả. Bây giờ câu B, mặt màu đỏ hoặc là màu xanh. À, hoặc xanh. Như vậy ở đây nó sẽ là xác suất đỏ xanh, chính là xác suất của đỏ cộng với xác suất của xanh. Và phần giao của đỏ xanh thì là rỗng, đúng không nào? Hoặc đỏ hoặc xanh. Nên bản chất nó là B đỏ cộng với B xanh. Vậy bây giờ mình hãy đếm nha. Tổng cộng người ta tô mặt màu đỏ là 1, 4, 7, 10, 12. Nghĩa là mặt thứ nhất, nè, mặt thứ hai, mặt thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Có tổng cộng 5 mặt được tô màu đỏ. 1, 2, 3, 4. Có 4 mặt được tô màu xanh. Đúng không nào? Vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có B đỏ xanh sẽ bằng B đỏ cộng với B xanh là bằng 5/12 cộng với 4/12, chính là bằng 9/12, là bằng 0,75 hay là 75% chúng ta có thể thu được mặt đỏ hoặc là mặt xanh. Tiếp theo, câu C, mặt đỏ hoặc xanh hoặc đen. Thì cái hộp đồ chơi này chỉ tô đúng 3 màu thôi. Mà bây giờ hoặc đỏ, hoặc xanh, hoặc đen. Vậy là xem như là rớt xuống mặt nào hiện ra cũng được, không quan tâm, đúng không nào? Vậy tổng cộng không gian mẫu chúng ta có 12 trường hợp, 12 khả năng. Và số khả năng xuất hiện thuận lợi ở đây cũng là 12. 12/12 là bằng 1 hay là 1%. Hay ở đây B đỏ xanh đen sẽ là bằng B đỏ, xác suất của B đỏ cộng xác suất của B xanh và cộng xác suất của B đen. Các bạn ha. Chúng ta có cái phần bài tập về nhà, homework 4 ha. Chúng ta sẽ có bài tập 4.1. Trong một cái thùng kính chứa 50 cái viên bi giống nhau, trong đó có 25 viên màu xanh, 15 viên màu đỏ và còn lại là màu cam. À, còn lại là màu cam. Nếu lấy ngẫu nhiên 2 viên cùng lúc. Hồi nãy bạn nhớ nha, lấy quả cầu trong thùng là chỉ lấy có một quả ra thôi, và lấy một lần duy nhất. Còn ở đây là mình lấy một lần, nhưng một lần lấy 2 viên. Đó, thì xác suất rút được 2 viên bi, rút một lần 2 viên bi màu chấm 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 là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ có những trường hợp. Thứ nhất là cùng màu xanh. Thứ hai là một viên xanh, một viên cam. Thứ ba là một viên cam, một viên đỏ. Và thứ tư là hai viên khác màu. Khác màu không quan tâm là gì, miễn khác màu nhau. Có thể là xanh đỏ, đỏ cam, xanh cam. Được chưa nào? À, đó là đoán của câu D. Rồi, như vậy thì các bạn hãy cố gắng suy nghĩ. Công thức xác suất của chúng ta thì có một, nhưng ứng với những trường hợp cụ thể thì sẽ giải quyết như thế nào? Trường hợp đơn giản hồi nãy, một biến cố, một lần rút, rút ra đúng một quả cầu thì đơn giản là như vậy. Nhưng bây giờ rút hai viên bi cùng lúc thì mình tính toán sẽ thế nào? À, các bạn sẽ phải suy nghĩ vận dụng thử ha, và được giải đáp những cái dạng này qua cái bài ở công ký phần sau ha. Sẽ có một cái bài tập tương tự giúp bạn giải quyết lại bài này. Đây, tiếp theo là bài 4.2. Một cái hộp đồ chơi đối xứng và đồng chất cũng có 12 mặt.
được đánh số từ 1 đến 12. Số 1, 4, 7, 10 thì tô màu vàng. Số 2, 5, 6, 9, 12 thì tô màu nâu. Các số còn lại thì tô màu trắng. Tính xác suất để khi ném một lần hai cái hộp đồng thời. Bây giờ không phải ném một hộp mà chúng ta lại ném hai hộp đồng thời, thì khi hai hộp rớt xuống ngửa lên xuất hiện cái mặt nào, đúng chưa nào? Trường hợp thứ A là hai cái mặt màu trắng đều cùng hiện. Trường hợp B là hai mặt cùng màu nâu hoặc là màu vàng. Tiếp theo là câu C, ít nhất có một mặt màu vàng hoặc cái mặt màu trắng. Nâng cấp lên đúng không bạn? Đó, xác suất là vậy. Vậy là hai sự kiện của mình là ở đây là sẽ là ném cùng một lúc hai cái hộp đồ chơi. Đây. Rồi. D là hai mặt có tổng bằng 10. Cái mặt bên hai cái mặt cùng ném lên hạ xuống, hai cái hộp nó hiện lên hai con số này cộng lại bằng 10. Rồi, câu E là hai mặt có hiệu bằng 8. Hai mặt trừ nhau ra bằng 8. Và câu F là hai mặt có màu khác nhau. Kịp chưa các bạn? Vậy không những về màu sắc mà nó còn liên quan tới con số ở trên các mặt nữa. Đó. Tiếp tục bài 4.3. Bây giờ gieo một lúc ba cái hộp xi ngầu. Ba hộp nha. Số 1 và 4 thì sơn màu đỏ, còn lại là sơn màu đen cùng lúc với nhau. Đó, ba hộp gieo cùng lúc. Hãy tính số trường hợp có thể xảy ra khi xuất hiện A là ba mặt có số giống nhau, B ba mặt mà có số khác nhau, C hai mặt có màu đỏ, và D hai mặt có màu đen. E tổng giá trị ba mặt, ba cái mặt của ba cái hộp xi ngầu cộng lại là 12. Và F tổng giá trị ba mặt cộng lại là bằng 9. Đó là ba cái bài tập về nhà liên quan đến xác suất các bạn ha. Chúng ta sẽ cố gắng suy nghĩ và mọi chuyện thắc mắc sẽ được giải đáp ở cái phần tiếp theo khi chúng ta học được nhiều công thức hơn về xác suất. Vậy cái phần 2.4 định nghĩa khái niệm xác suất đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phần tiếp theo chúng ta sẽ học là 1.2.5 hệ đầy đủ các biến cố. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.